Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tuấn Khải hé lộ cuộc sống hôn nhân với diễn viên Lê Khánh. Trong chương trình Quý Cô Thông Thái, Tuấn Khải đã có dịp chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Lê Khánh. Lê Khánh kết hôn với Tuấn Khải năm 2014, sau thời gian dài về chung một nhà, cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc bên hai con nhỏ. Trong quý cô thông thái khi Nam thư cho rằng trong đời sống hôn nhân đàn chị sẽ là người ăn hiếp chồng thì Tuấn Khải đã lên tiếng phủ nhận, anh nói, khác với mọi người nhìn lắm. Khi Khánh vào công việc thì rất nhanh, chuyên nghiệp, nhưng ở nhà ít nói lắm, sống theo kiểu nội tâm. Tôi mới là người nói nhiều trong cuộc sống hàng ngày, còn lên sân khấu thì tôi thua. Khánh ở ngoài phải dùng từ là nhạt nhẽo. Cái đó là tự Khánh nhận xét về mình mà, chỉ biết công việc, còn mọi thứ khác gần như có người lo. Dù vậy, Tuấn Khải cũng lên tiếng bên Phật cho rằng điều đó không phải do vợ vô tâm. Đối với nam khách mời thì, người làm việc này, người làm việc kia, cuộc sống vợ chồng mình sang sẻ với nhau, ai làm được việc gì thì làm. Chứ không nhất thiết phải quy định phụ nữ là nấu ăn, dọn dẹp, không biết mọi người thế nào, nhưng với tôi nó hết sức bình thường, mình cứ chia công việc ra tiếp lời lê khánh thấy bản thân may mắn khi hai vợ chồng có thể hiểu và đồng cảm với nhau chúng tôi chia sẻ và nói thay nhau những suy nghĩ để cùng vượt qua những khó khăn áp lực cùng xây dựng gia đình hạnh phúc nhất có thể diễn viên cuộc chiến hoa hồng bộc bạch chia sẻ về cuộc sống hiện tại lê khánh cho biết cô đã làm mẹ hai con đối với nữ diễn viên đây là một thiên chức mình may mắn có được dù vậy thời điểm mới sinh con nữ diễn viên từng trải qua khoảng thời gian rối loạn lo âu sau sinh khi tôi có em bé đầu tiên tôi cũng đã 37 tuổi rồi tôi chẳng có kinh nghiệm gì hết với sự mong chờ của bản thân gia đình nên tôi lo cho con thái quá đẩy mọi tình huống vào hướng tiêu cực nữ diễn viên kể Diễn viên mùi gò gai kể, Thời điểm đó, dù có gia đình ông xã Tuấn Hải bên cạnh động viên, song cô không quan tâm, chính điều này khiến Lê Khánh rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh lo âu, nhiều lần nhập viện. Chồng là người tội nghiệp nhất trong nhà vì anh gắn bó ở bên cạnh tôi. Có chuyện gì là anh gánh hết, nữ diễn viên cho hay. Cô kể thêm có thời điểm đi quay phim vì thấy mệt nên cô nhắn tin cho chồng đòi về. Khi đó Tuấn Khải đã nói một câu khiến cô thức tỉnh. Em nói em bệnh thần kinh nhưng chính anh mới là người bị nè. Em không biết anh lo cho em như thế nào đâu. Em không bệnh gì mà cứ nghĩ như vậy là anh chết trước em. Theo lời nữ khách mời, chính lời nói của ông xã Khiến cô nhìn nhận lại và tự trấn an bản thân để vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.